Chúng ta có rất ít thời gian để tìm ra người đóng góp trong chương trình này. Có ai đây không ạ? Đâu ạ? Đây đây ạ. Vâng, xin mời bạn. Nhanh hơn nữa được không ạ? Và ngày hôm nay ai sẽ là người mang được giải thưởng lớn nhất là một chai rượu trị giá 2.500.000 đồng. Nhưng tôi xin thông báo cho em là tất cả những cô gái trên sân khấu đều có những món quà đến từ nhãn hàng thời trang Zara. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đón những cái trưởng quý cùng của chúng ta đã xuất hiện tại sân khấu. Một trong các trưởng lớn anh em ơi. Yeah. Và bây giờ chúng ta cùng đến được với chương trình Ai là cơ trưởng đêm nay. 3, 2, 1. Đi chưa mời đi chưa kia. Và có lẽ anh chị em đã tìm ra người mình yêu thích nhất hôm nay chưa? Yeah.
Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ là phần bình chọn về mã số. Lần lượt từ bên phải qua bên trái, mã số lần lượt sẽ là 1, 2, 3 và 4. Các bạn lưu ý nhớ rõ ràng nha, cô gái mặc quần jean rách này, mã số 1. Tiếp theo, jean ngắn số 2, một cây đen số 3 và cô gái váy xám là số 4. Anh chị em đã nhớ mã số chưa? Và bây giờ, yêu thích ai nhất hãy giơ tay hô hào duy nhất cho một người mình yêu thích mà thôi. Mã số bình chọn đầu tiên. Mã số đầu tiên, mã số 1. Mã số 2. Yeah. Mã số 3. Mã số 4. Và thưa quý vị và cô gái mang mã số 2 đã là người chiến thắng. Nhân thứ 9 đến đây. Rất tuyệt vời. Và các cô gái còn lại của chúng ta sẽ rất xứng đáng nhận được những món quà của nhãn hàng thời trang. Giao hàng ngày hôm nay và xin mời 4 bạn ở đây và cùng chụp ảnh. Vâng, và cô gái chiến thắng này, tôi sẽ bật mí cho một điều rất quan trọng dành cho bạn. Xin mời bạn bước vào lần này. Bạn sẽ là người bước vào đêm chung kết của chúng tôi với trị giá 20 triệu vào quý giá ạ. Một chỗ này thật lớn đâu. Phát triển thương quan nhân lần này. Và xin mời các bạn hãy quay lại đây. Ai cũng có thưởng, không em nào phải chạy xuống ạ. Cứ bình tĩnh. Vâng, xin mời quay trở lại với những bạn nhà hay nhất là từ khi DJ đó mẹ.